So what happened to him? We searched for his body for weeks. Finally, we were pulled. He was declared MIA. But why is he hunting ghosts? The Federation got to him first. Whatever they did, if they can turn him, they can turn anyone. And a ghost won't stop until he completes his mission. So, find him before he finds us. Exactly. There's a man in Caracas who knows where he sleeps. Victor Ramos. He heads up R&D for the Fed. Few men get close enough to call a man like Rourke friend. Ramos is one. To find Rourke, we're going back to Caracas, where this all started. So what happened to him? We searched for his body for weeks. Finally, we were pulled. He was declared MIA. But why is he hunting ghosts? The Federation got to him first. Whatever they did, if they can turn him, they can turn anyone. And a ghost won't stop until he completes his mission. So, find him before he finds us. Exactly. There's a man in Caracas who knows where he sleeps. Victor Ramos. Victor Ramos. R&D for the Fed. Vậy là bây giờ mình phải đi kiếm cái thằng Victor Ramos đó thì mình mới lùng được cái vị trí của thằng Rocker anh em ạ. Mà muốn tìm được cái thằng Ramos thì mình phải đi tới cái nơi gọi là Caracas, nơi mọi chuyện bắt đầu. Nhiệm vụ lần này của mình sẽ là có tên là Ngày của Liên Bang. Và cái nhân vật mình chơi chính là Logan Walker, là một trong hai cái người con trai của ông Elias Walker Keegan. Đấy, đến lúc đeo mặt nạ God rồi đấy. Cái God này là một cái God riêng biệt nha anh em nhé. Nó không liên quan về tới cái phần gọi là Modern Warfare nhé. Mục tiêu của chúng ta bây giờ là mình phải đi kiếm cái thằng Victor Ramos. Chắc khứa này đây. Phải đối mặt với mình mới sẽ quét được anh em ạ. Mục tiêu đã được xác nhận. À, thanh niên đó chính là Victor Ramos anh em ạ. Rồi bây giờ. Giờ mình phải tìm cách đi qua cái tòa lâu đài đó. Một cái tòa nhà đó chứ, quên cái này lâu đài gì. Mấy cái này giống như là một cái mẹ một cái công ty luôn á nhờ. Khiếp thật ấy. Thiết lập cái bệ phóng. Bắn dây đi nhóc. Vậy là Keegan này kiểu giống như là cùng lưới với là ông bố mình ấy. Cho nên là toàn gọi mình bằng nhóc á. Ủa? Mình thấy bên kia có lính kìa, sao tụi nó không biết ta? Ờ, mấy thằng nó đã bị điếc hả ta? Ảo thiệt, trời ơi, mình nhớ cái nhiệm vụ này rồi anh em ạ. Ở nhiệm vụ này mình sẽ làm Spider-Man. Áo dây. Trời. Máy kính tốt dữ à. Mình sẽ di chuyển xuống dưới. Ở bên dưới nữa. À, cái đèn ở bên trong nó sẽ làm cho bọn lính sẽ không thấy rõ được mình ở bên ngoài nè em ạ. Hay đấy. Xử hai tên bên đây. Rồi súng thử coi súng này bắn ngon không. Ui. Gió nó cứ đẩy lắc qua lắc lại khó chịu vãi. Thêm nhiều kẻ địch ở phía dưới nữa. Đây rồi.
À, ba thằng đang ngồi chơi quýnh bài, không cho làm nhiệm vụ này. Rẽ bên trái. Mình sẽ chờ một thằng đi vào bếp để mình xử luôn. Nghe rồi, thằng này nghe rồi. Một trong ba thằng nghe tiếng động rồi anh em ạ. Ê, trong ba thằng có một thanh niên kêu là chắc kiểu giống như là mày nghe nhầm đấy. Mày quay lại mình quên chơi đúng bà tiếp đi. Thua là tính trốn hả mày? Hả luôn hả? Ô, cái súng của mình nó có cái hai cái càng cơ. Nó tên gì nhờ? Beto. Không biết luôn em ạ. IA2 Custom không biết luôn. Đi xuống dưới tiếp nè. Hết xuống được rồi. Đây là cái nơi mà mình sẽ đi vô nè. Ui cái máy cắt kiến này. Trời ơi. Ở ngoài có cái máy này không ta? Để ở ngoài mà có mấy cái máy này chắc tình hình trộm cướp hơi căng anh em nhỉ. Mình phải đi tới cái chỗ cái phòng hệ thống điện. Chắc là mình nghĩ là sẽ được cúp cái điện ở tòa nhà này cho dễ hành động. Thật ra cái con này mình đã từng chơi phiên bản tiếng Anh rồi anh em à, nhưng mà mình lâu quá là mình không nhớ. Bây giờ mình chơi tới đâu mình mới nhớ được tới đó nè. Làm gì nữa? Giữ chuột trái. Ok ok. Tại virus à. Chơi dơ vậy. Cái gì Vũ đang bận đây mà kêu mình xử à. Ông nội này. Làm cho xong hoặc là nắp vào. Sao xong rồi, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Ok 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 ok. Chúng vô hóc tường, chúng vô hóc tường. Còn sai à. Trời ạ. Nói mình gì mọi người cứ coi mình như mọi anh em ơi. Hai thằng, ủa sao không giết luôn ta. Ý, ba thằng. Ý, bốn thằng luôn. Ai đâu. Còn nữa anh em ạ. Năm thằng. Xui mà, thanh niên này lẻ đi chết à. Ê, nó đánh rớt cái gì kìa. Có năm thằng sống xử luôn trời. Đợi gì ta. Hay là cái chỗ này nếu mình giết nó sẽ báo động vậy. Cũng có thể đó chứ. Quay trở lại cái sợi dây. Ui cái chỗ này ở chỗ nào mà toàn là nhà cao tầng thế nhờ. Kinh. Tuyệt vời. Hai tên ở trên ban công. Đâu? À đây 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 đây. Vẫn không biết gì ạ. À. Phi 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 phi. Trời ơi phim phát ngay tim luôn hay gì ta. Trời ơi đỉnh vãi. Nghe tim thật luôn kìa. Hồi nãy vừa mình mới tắt điện xong mình nghe tiếng la ó quá trời luôn. Mẹ chắc du khách đồ chạy mất tiêu hết rồi anh em ạ. Bộ súng này mình được trang bị cấp 4 nha, biết rồi nha. Nghe tiếng, nghe tiếng, nghe tiếng, nghe tiếng, nghe tiếng. 5 tên ở phía trước. Nè, xiên táo hai thằng nè, không được.
Né né né. Mình không có lựu đạn hả ta? Trời ơi. Đồ này đi làm nhiệm vụ nó không được trang bị lựu đạn em ạ. Bắn vào cái tivi gì đây, tivi đây. Bật đèn nhấp nháy lên. Ôi cái đèn nhấp nháy này làm bọn này nó không thấy đường. Rồi ly hết luôn. Trời ơi cái này giết dao cũng được, nó đang bắn làm gì tốn đạn. Đi cũng không biết gì luôn à. Trời ơi tôi clear hết bằng dao luôn kìa. Tốn đúng có băng đạn em ạ. Lịa chưa? Ngáo ngáo ngáo. Ủa cái đèn này lợi hại nhờ. Cái kiểu như là cái độ sáng của cái đèn nhấp nháy đó nó làm cho mắt mình bị giống như là bơm choáng luôn anh em ạ. Bơm flash luôn ấy. Thế nỗi mà bọn nó không biết hướng của mình để mà bắn luôn á. Hảo thiệt chứ. Trời ơi laptop này bắn thì cũng bể á. Ồ, bên đây nghe gì mà bắn pháo bông nãy giờ vậy ta? À, giờ là đi qua bên đây phụ à, đúng là con ghẻ hay sao ấy. Hết làm bên này tới làm cho bên kia đây mà. Ngắt điện của thang máy đi, có vẻ như là ta có bạn. Đây rồi, camera. Có thấy ai đâu ta? Ê, cái vest to kia của tôi nó có đồ nhắm mà. Ủa? Đâu rồi? Đấy. Có cái halo mới dễ bắn chứ. Giờ mới cho mình trang bị lựu đạn em ạ. Không mà vậy là đủ rồi. Bích đạn dưới trời. Mình đặt C4 rồi mình đu dây xuống này. Bọn kia vừa ập tới cái tầng này là mình cho nổ tung luôn em ạ. À. Quá đỉnh. Nhiệm vụ hơi phết. Đấy biết ngay mà. Trời ơi, vẫn ngó ra dòm được kìa. Ê, 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 ê. Ôi, tí xíu nó là bị tè, bị đè rồi. Ê, trời ơi, định mệnh nó rớt trúng mình luôn kìa, con quỷ. À, đâu quá vậy? Ôi đông quá. Ui nó ném lựu đạn luôn kìa. Ôi cái súng gì đây? Súng bắn tỉa em ạ. Được đấy. Một viên. Không tính tiền. Trời ơi cái đồ hội tâm nó lâu thế. Trời ơi. Định mà nó bắn một viên cái nó lên đạn à. Mày chạy hộ tao cái. Một băng này chỉ có 5 viên thôi anh em ạ. Nhưng mà hơi bị lực luôn. Cái này giống như kiểu cái AW nhờ. À, còn nữa này.
đông quá bà con ơi. Ây da, mình phải để ý cái lượng đạn của mình nữa anh em ạ. À, cái súng mình nó hết đạn. Chạy mày, chạy nó đi. Ô hàng anh, mình bắn phụ đi chứ. Ủa đâu ấy? Ai 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 ai, trời ơi, bắn phụ đi mấy anh ơi. Liên hết đạn luôn. Chúng đời thời này nó kỳ kỳ vậy ta. Kiểu nó không cổ điển mà nó cũng không có hiện đại lắm anh em ạ. Đây rồi, tóm được thằng Ramos rồi. He knew you would come. Where's Rourke? Where is he? No one knows. Hesh. You have five. Lì, mấy thằng này lì. Lì hả mày, lì hả mày? His location is in there, in an encrypted file. Trời ơi, biết luôn ạ. I knew you'd follow the breadcrumbs. You tried to kill my father, you piece of shit. Hesh. The sons of Elias Walker. Boy sent to do a man's work. Where are you, Rourke? Where I am doesn't matter. What matters is a decade ago you left me. À, cái vụ mà bị thủy cái gọi là cái vụ mà bị vỡ cái đập á anh em. Nhiệm vụ vỡ cái đập ấy. Thanh niên này bị rớt xuống này nhưng mà không ai cứu được ạ. À. Thế là bỏ anh ấy lại luôn. Thế là anh ấy cay ạ. À. Thế là anh ấy đóng giác luôn. Trời, ích kỷ. Đúng rồi, cây mình cầm là cây AW nè mà, 5 viên. Chắc nó đặt bom tòa nhà này rồi. Cửa sổ hả? Cửa sổ đu dây tướng xuống tắt. Cửa sổ đâu, cửa sổ đâu, cửa sổ đâu? Ồ, chúng mình nhảy dù luôn. Dù đâu? Vãi trượt luôn à. Trời ơi, cái phân cảnh này là mình nhớ liên tưởng tới phim Transformer quá anh em ạ. À, phun dù luôn, gọi có dù luôn. Ôi, nhiệm vụ hay quá.